trước khi xảy ra nghiệp chướng về đất ở và oan gia trái chủ, con đã phát nguyện chỉ kinh Pháp Hoa buổi tối và buổi sáng chỉ kinh Dược Sư. Nhưng nay vì gia duyên nên con muốn chỉ hoãn kinh một thời nào trong ngày để chỉ kinh Địa Tạng. Vậy con có đang có tội với phát nguyện không ạ? Không sao. Phát nguyện của chúng ta có thể thay đổi, cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng thay đổi ở đây vẫn thay đổi ở trong Phật Pháp, thay đổi ở trong việc gì? Tụng kinh thôi. Ở đây Phật tử nói là vì trong gia đình trước khi xảy ra nghiệp hoặc là đất cát thì có vấn đề gì? Tụng kinh Pháp Hoa và tụng kinh Dược Sư, vân vân. Nhưng Thầy xin thưa với các vị, Thầy dẫn lại lời của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Ở dưới cõi âm, họ thích nhất là bộ kinh gì? Bộ kinh Địa Tạng. Không chỉ các vong linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, mà kể cả các vị gì? Các vị thần linh, các vị diêm vương, ngục tốt cũng đều thích nghe gì? Nghe kinh Địa Tạng. Đó, vì nhân duyên của các vị quỷ thần, các vị gì? Chúng sinh đau khổ dưới quay âm với Bồ Tát Địa Tạng rất là lớn. Cho nên về cái việc đất cát nhà cửa mà chưa đúng, chưa chuẩn, chưa yên, do chúng ta gì đào bới xây dựng, nó làm thay đổi cái cục diện về phong thủy, về long mạch, về huyệt mạch, vân vân, ở cái cục diện khu đất đấy, thì cái việc tốt nhất, tụng kinh tốt nhất theo kinh nghiệm của chúng tôi và theo lời chỉ giáo của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, đó chính là bộ kinh gì? Bộ kinh Địa Tạng. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không Ngài mới nói gì? Tất cả các đạo tràng của Ngài xây dựng bất cứ ở đâu, bộ kinh Ngài giảng đầu tiên nhất định phải là kinh Địa Tạng. Nhớ cái điều đó. Đến Hòa Thượng, Đại Lão Pháp Sư Hòa Thượng Tịnh Không được coi như là gì? Là Phật Bồ Tát hóa thân, mà Ngài còn kính trọng và thọ trì giảng bộ kinh Địa Tạng trong các đạo tràng Ngài xây dựng lên. Đó. Để làm gì? An quý thổ địa. Cho nên chúng ta trong tụng kinh chúng ta có một cái câu thần chú là gì? An thổ địa chân ngôn, là như thế. Làm cho các vị thần linh thổ địa ở nơi đó, cai quản nơi đó. Khi chúng ta xây dựng, chúng ta đào bới, chúng ta làm thay đổi cục diện gì? Phong thủy, long mạch ở khu vực đó. Làm ảnh hưởng đến gì? Đến sự bình yên của các vị thần linh cai quản khu vực đó. Nay chúng ta gì? Đem công đức tụng kinh Địa Tạng, chỉ kinh Địa Tạng để hồi hướng. Lấy cái nước cúng đó để đi rắc xung quanh, đổ xung quanh nơi đảo bới ấy thì sẽ được yên thôi. Đấy, cho nên theo kinh nghiệm của Thầy và lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, trong nhiều năm nay cái việc xây dựng nhà cửa đảo bới thì tốt nhất nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Tất nhiên kinh Phật thì kinh nào cũng tốt, nhưng mà hôm trước Thầy nói với các vị rồi, pháp tu của Phật giống như thuốc để chữa bệnh gì? Bệnh lành cho chúng sinh ấy. Thì bây giờ cái căn bệnh này thì phải dùng cái thuốc này. Vậy theo Thầy và theo lời dạy Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không á, cái căn bệnh mà chúng ta thì xây dựng đảo bới này để chữa cái gì? Để muốn chữa cái căn bệnh xây dựng đảo bới hoàn thổ long mạch vân vân đó, an quý thổ địa, các vị thần linh bản cảnh, bản xứ thổ công ấy vân vân ấy, thì việc dùng cái gì? Dùng thuốc gì? Địa Tạng Vương là phù hợp nhất, là tốt nhất để chữa mau lành căn bệnh ấy. Cho nên Thầy khuyên Phật tử này tạm dừng kinh Pháp Hoa và kinh Dược Sư một thời gian để phát nguyện chỉ kinh Địa Tạng để hồi hướng một thời gian đã. Sau đó thì muốn tụng kinh Dược Sư và kinh Địa Tạng thì lại tiếp tục sau, thì cũng không có phạm gì cả. Đấy, xin trả lời ý thứ nhất. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: con muốn Thầy chỉ cho con về cách
cúng nước và xin nước cam lồ khi trì kinh. Khi trì kinh nào và nước cam lồ có nên như thế nào mới có được mầu nhiệm đối với đất ở? Chồng và con tiếp nhận có được sự thay đổi tâm tính và Phật với và Phật Pháp Tăng. Con xin tri ân công đức Thầy. Con xin sám hối không nói danh tính của con nạ. Số điện thoại của con 03423633... Có đủ đây nhưng mà không đọc hết. Đang hỏi câu hỏi như thế về chồng con, nó đang chưa tin Tam Bảo, nó lại về nó thụi cho mấy thụi thì chết thôi. Ở dưới kia có buồn ngủ không? Có hả? Có thì cho dừng nghỉ ngủ 15 phút nhé. Đấy, bảo là ngủ 15 phút rồi vỗ tay to thế. Bảo cho dừng ngủ 15 phút rồi vỗ tay, sướng rồi vỗ tay. Nào vỗ tiếp đi. Ôi giời ơi, A-di-đà Phật, lạy các cụ. Các cụ học Phật như thế thì nhà cháu lại xin gì? Khổ lắm. Thế thì các cụ ở nhà mà ngủ, các cụ đến đây làm cái gì? Khổ thân nhà cháu từ sáng đến giờ. Cứ thế là nói và nói, thậm chí là nay nói hết cả công suất rồi. Khổ thân, nhìn mặt mũi thì đỏ vừng vừng ra vì gì? Cố để nói mà các cụ muốn ngủ thì các cụ ở nhà các cụ ngủ. Các cụ đến đây làm gì, làm khổ nhà cháu ra. Có đúng không? Đúng thì cho một chàng pháo tay. A-di-đà-phật. Ôi trời ơi, chết cười tôi, thế học Phật đến này thì thôi. Đúng rồi đấy. Thành phần này gọi là thành phần ưu tú nhất trong hội trường này. Có đúng không? Theo các Phật tử có phải không? Phải là thành phần ưu tú nhất không? Không. Mệt lắm, A-di-đà-phật thế này thì chết. Chả trách là mười phương chư Phật oan là thế này đây. Đấy, đây gọi là tam thế chư Phật oan là như thế này đây. Khổ thân. Thôi cũng không vì về mấy người đấy mà gì, mà bỏ lỡ những người khác. Có đúng không? Thôi cố gắng, mọi người nào ngủ thì thôi cứ ngủ đi. Tí nữa thì dậy ăn cơm nhá, A-di-đà-phật. Còn thật mà, thầy nói thật, những người nào buồn ngủ thì cứ ngủ đi, để khoảng 30 phút nữa để ăn cơm nhá, A-di-đà-phật. Còn người nào không ngủ thì nghe thầy trả lời tiếp. Hoan hỷ. Một Phật tử nữa hỏi Nam Mô A-di-đà-phật. Câu trả lời tiếp cho Phật tử là ý thứ hai, lấy nước cam lồ như thế nào thầy cũng chẳng biết lấy như thế nào nữa. Cứ ngủ như thế thì thầy cũng bó tay. Thầy làm sao mà bảo lấy nước cam lồ khi mà chúng ta gì đến đây để ngủ như thế được. Muốn có nước cam lồ thì phải gì? Nhất tâm, nhất niệm, chí thành, chí kính. Khi tụng kinh là phải gì? Tâm để ý vào trong kinh. Kinh với miệng với chúng ta và tâm chúng ta là một. Lời kinh, tiếng kệ đọc đến đâu phải ghi nhận đến đó. Đừng có để tâm hướng ra ngoài. Như thế là sẽ có nước cam lộ thôi. Nước chúng ta dâng cúng lên trên ban Phật đó, đó chính là gì? Là cam lộ thủy chân ngôn đó các quý vị. Từ chỗ chân ngôn của chúng ta hòa quyện vào gì? Vào nước, cái chén nước trong thanh tịnh kia, thành gì? Thành cam lộ thủy. Chú của chúng ta, khẩu của chúng ta đọc ra gọi là gì? Gọi là chân ngôn. Còn kia là gì? Là cam lộ thủy. Thì đem cái nước đó gì? Mà vậy thì họ sẽ gì? Sẽ bên quay âm mà sẽ được lợi ích vậy. Cho nên cũng là bát nước ở trên ban Phật. Thầy trường hợp nào mà thấy gì? Đáng phải độ và đáng phải giúp ngay. Thì lên chỉ cần chỉ mấy câu thần chú thôi thì đưa cho họ uống. Thì cần uống xong một cái là gì? Vỗ vào đầu cho hai ba cái một cái thì tỉnh như người tỉnh ngủ thế là gì? Khỏi. Nhưng mà bây giờ bảo các sư ông, các sư cô lấy nước đấy để
chị chú cho uống có khỏi không? Xem phim hãy đợi đấy. Xem bộ phim hãy đợi đấy. Hãy đợi đấy có nghĩa là đợi đấy để xem gì? Kết quả như thế nào thì còn gì? Phải xem phim hãy đợi đấy. Đấy. Cho nên đây là muốn chúng ta muốn gì? Làm được cái điều đó thì phải tu nhân tích đức, làm việc thiện hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, suốt cuộc đời mình còn lại đều phải hướng đến để tu nhân tích đức, làm các việc thiện ấy. Khi chúng ta tụng kinh niệm Phật, nước trong thanh tịnh mới biến thành cam lộ thủy thanh lương được, mới có công năng là gì? Có thể ban vui cứu khổ, chữa bệnh giải nghiệp được. Đó, không đơn giản đâu các quý vị. À, xin trả lời câu hỏi đó như thế. Tiếp theo một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào Thầy. Con là Phật tử ở Hoàng Mai, Hà Nội. Con xin Thầy từ bi hoan hỷ cho con được hỏi một câu. Bố con bị lẫn, mê mờ không biết gì và đã mất. Thầy cho con hỏi, những người như thế thì sau khi chết thường đi vào cảnh giới nào? Và bây giờ con phải làm thế nào? Thưa Thầy, xin tri ân công đức của Thầy. Y kinh giảng nghĩa, nương lời Phật, lời Tổ đã dạy, đã giảng, thì trường hợp trước khi mất mà thường là gì? Bị lũ lẫn, mất trí nhớ như thế, đại đa số sẽ đi vào con đường súc sinh. Thầy nói đại đa số sẽ đi vào con đường súc sinh. Các vị nên tìm hiểu ở trong gì? Trong bộ luận Đại Trí Độ, chính Đại Bồ Tát Long Thọ dạy như vậy, chứ không phải Thầy nói như thế. Đó. Cho nên, đại đa số chứ không phải là tất cả, đại đa số. Vì vậy mà chúng ta, cho nên trong cái bài phát nguyện, cái bài phát nguyện vãng sinh đó, khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc, tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư, vân vân đó. Cái bài phát nguyện vãng sinh đó của Ngài, của Tổ, Ngài Liên Trì Đại Sư, Ngài soạn đó. Ngài mới nói gì? Chúng ta tu tập là đến cuối, đọc gần đến cuối gì? Nguyện cho con đến khi lâm chung, chính niệm phân minh. Tức là giữ được cái chính niệm là gì? Phân minh, hiểu biết rõ ràng, không bị nhầm lẫn, không bị quên mất câu Phật hiệu, không bị quên mất gì? Cái sự tu hành công đức của mình trước đây. Luôn luôn nhớ đến gì? Đến Phật, niệm Phật, vân vân. Cho đến là gì? Thấy Phật hiện ra trước mắt, tiếp thức rước thần thức của gì? Của chúng ta trong khoảng sát na, theo sau gót Phật về với Tây Phương. Đấy, cái bài phát nguyện hay lắm nhé. Nhưng bây giờ nó dài cho nên nhiều người không muốn đọc nữa. Nhưng thực tế các Phật tử chúng ta ở nhà, ở tại gia, nên phát nguyện cái bài phát nguyện đấy. Nó chỉ mất thêm khoảng 3 đến 5 phút thôi, nhưng hay lắm. Ngày xưa chúng tôi đi học, đi tu mới phải học thuộc cái đó. Và tất cả các trường hạ ở Hà Nội chúng ta bây giờ, ngày xưa là Hà Tây, bây giờ là Hà Nội, các trường hạ vẫn đọc theo cái bài khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc ấy. Cái bài đấy thì hay lắm các quý vị, hay lắm, học thuộc lòng đi. Cái bài đấy thì cái quyển kinh của Thầy, hình như kinh, một vài quyển kinh, đặc biệt là quyển kinh kinh Vô Lượng Thọ, như Thầy có cái bài đấy đấy, dịch ra tiếng Việt rồi đấy. Cái bài đấy hay lắm, nó phải tha thiết, bài đấy rất tha thiết. Học thuộc cái bài đấy để chúng ta hành theo rất là tốt. Còn Phật tử này hỏi bây giờ người thân đi về đâu hay gì gì đó thì cũng không cần phải biết cái đó. Chỉ cần là bây giờ gì về cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 49 ngày hoặc 100 ngày chuyên nhất để hồi hướng chỉ, không chỉ cho vong linh của một người này mà cho gì tất cả gia tiên cửu huyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đều được trượng thừa công đức ăn mày hồng ân tam bảo, mà sớm được siêu thoát khỏi biển khổ trầm luân, sinh về
cõi lành, hoặc sinh về cõi Phật, vân vân. Đó mới là cái việc các Phật tử chúng ta nên làm. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.